Kênh nấu ăn Tú Lê miền Tây xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn cách làm xôi rất, ăn rất là thơm và dẻo nữa. Cách nấu xôi này vô cùng đơn giản, giúp cho hạt nếp được bóng đẹp và rất là dẻo, giữ nguyên được hạt nếp không bị bể nát. Cách nấu xôi này đơn giản và dễ làm tại nhà, 100% cho các bạn thành công ngay lần đầu. Trong những ngày rằm nè, hoặc là mình làm đầy tháng thôi nôi cho các bé, thì mình có thể làm tại nhà món xôi ngon như ở ngoài tiệm luôn. Đầu tiên mình sẽ có một ký nếp nha các bạn. Mình sử dụng là nếp sáp. Mình sử dụng nếp sáp loại mắc tiền một chút thì món xôi của mình sẽ dẻo và rất là ngon nữa. Phần nếp sau khi mà mình đem đi vo thật là sạch rồi đó các bạn, mình cho vô thau. Rồi mình cho vô đây nước xăm xắp như thế này. Sau đó mình sẽ ngâm trong vòng là 5 tiếng đồng hồ để cho nếp nó được nở ra ha. Ngâm đủ thời gian rồi mình sẽ đem đi đổ qua một cái rổ và mình để đó, không có cần rửa lại với nước nữa nha. Tại vì lúc nãy mình đã rút nếp rồi đó các bạn. Trong khi chờ đợi nếp ráo thì bây giờ mình chia sẻ đến các bạn phần gấc nha. Gấc thì mình nên chọn những cái trái mà ở bên ngoài vỏ chín đỏ đều như thế này, thì khi mình làm món xôi gấc nó sẽ lên cái màu đẹp nha các bạn. Gấc này thì một chút nữa mình sẽ chẻ nó ra ha. Bây giờ mình chia sẻ đến các bạn phần mà nước cốt dừa. Ở đây mình có 2 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng cà phê muối, 250g đường và 400ml nước cốt dừa. Phần này thì mình sẽ cho vô xôi nha các bạn. Nước cốt dừa đậm đặc cho xôi mình nó béo nha. Tiếp theo thì mình sẽ có ở đây là cái phần để làm muối mè. Thì mình sẽ có 100g cơm dừa dẻo. Khi ăn xôi thì mình sẽ cho vô thì món xôi của mình sẽ được thơm và ngon hơn. 50g đậu phộng mình cũng đã rang sẵn rồi. 50g mè trắng, thì phần mè trắng này chút nữa mình sẽ đem đi rang lên ha, cho nó thơm. 2 muỗng cà phê lưng muối và 120g đường. Các bạn sử dụng đường trắng hay đường vàng đều được. Đầu tiên mình sẽ đi rang mè trước nha. Mở lửa vừa, sau đó thì mình sẽ đảo đều tay trên bếp. Khi mà mè nó chuyển sang một cái màu vàng nhẹ như thế này, mình sẽ tắt bếp và đổ ra cái tô liền nha các bạn. Thơm lắm luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu phộng thì mình cũng đã đập cho nó sơ sơ ra rồi, bể 3, bể 4 vậy đó. Rồi sau đó mình sẽ cho muối vô, rồi cả phần đường luôn nha. Tiếp tục thì mình sẽ trộn lên. Như vậy là đã xong phần mè rồi đó. Rồi phần trái gấc này mình sẽ chẻ nó ra nha các bạn. Khi mà mình mua được trái gấc chín đều á, thì bên trong cái hạt gấc sẽ có một cái màu đỏ đậm rất là đẹp luôn. Đây nè các bạn coi nè. Nhưng mà khi mà mình làm xong rồi thì cái phần gấc này nó sẽ lên một cái màu cam cam, cam đỏ đó các bạn, rất là đẹp. Đó thì mình sẽ lấy hết cái phần hộp gấc vô một cái tô bự này nha. Khi làm món xôi này thì các bạn cũng có thể lấy thêm một ít thịt gấc ở bên trong cái vỏ nè. Nhưng mà mình thì chỉ sử dụng là cái cơm gấc ở ngoài cái hộp này thôi nha. Bóp nhẹ lắm các bạn thì mình sẽ thu được cái phần gấc như thế này. Phần gấc này mình sử dụng là 150g nha. Khi mình đã thu xong rồi thì mình cân lại là mình được 150g là vừa. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần muối vô. Rồi dầu ăn. Đường. Rồi nước cốt dừa mình cho tất cả vô nha các bạn. Cái lượng đường thì các bạn có thể gia giảm theo khẩu vị của mình. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Trộn xong rồi thì mình sẽ cho vô cối xay sinh tố để mà mình xay cho nó thật là mịn nha. Hoặc là các bạn có thể dùng cái rây á, mình rây qua cũng được để cho cái phần thịt gấc nó được mịn hơn. Đó các bạn coi lên màu rất là đẹp. Khi xay xong thì hỗn hợp của mình sẽ rất là mịn và đỏ đẹp như thế này nè. Và thơm lắm luôn các bạn ơi. Rồi phần này thì mình sẽ để sang một bên. Tiếp tục thì bây giờ mình sẽ đi nấu cái phần nếp nha. Mình đã chuẩn bị một cái nồi hấp và nước thật là sôi. Rồi mình mới cho nếp vô để hấp nha các bạn. Khi cho vô xong rồi mình sẽ dàn đều ra. Rồi mình khoét dài lỗ nha. Đó mình khoét dài lỗ như vậy đó. Để cho cái hơi nước nó sẽ bốc lên đều hơn. Và cái phần nếp nó sẽ chín đều hơn. Đậy nắp lại và cái phần nếp này mình sẽ hấp trong vòng là 30 phút.
Sau 30 phút hấp với lửa lớn thì bây giờ các bạn thấy nè, phần nếp nó sẽ dẻo nhưng mà nó sẽ còn hơi khô một chút nha. Mình sẽ tắt bếp và sau đó mình sẽ cho hết cái phần xôi ra một cái nồi, một cái thau bự gì đó cũng được nha. Bây giờ thì mình nhìn cái xôi đó, nó sẽ hơi khô, nhưng mà một chút nữa mình sẽ trộn với lại nước cốt dừa thì khi xôi của mình thấm đều sẽ nở ra, như vậy là vừa ha. Rồi cái phần gất lúc nãy mà mình đã xay đó các bạn, mình sẽ cho hết vô đây. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều lên. Đó các bạn coi nè, cái màu tự nhiên của trái gất á, lên màu vô cùng đẹp luôn á. Cái trái nào mà nó chín đều á thì nó lên cái màu càng đẹp hơn. Tại vì xôi mình mới lấy ra còn rất là nóng, mình trộn trước như vậy cho nó bớt nóng một chút đi. Rồi sau đó mình sẽ lấy tay á, mình bóp thì cái phần thịt gất và xôi nó sẽ hòa quyện cái màu với nhau, sẽ đều hơn nha các bạn. Và sau khi mà mình đã làm xong rồi nè, đó các bạn thấy nè, gất và xôi đã bám đều vào nhau, lên màu rất là đẹp luôn. Đó, rất là bóng và thơm. Thì bây giờ tiếp tục mình sẽ cho lại cái nồi lúc nãy mà mình hấp xôi đó. Mình cho lại và mình hấp lần thứ hai nha. Cách làm này thì món xôi của mình đảm bảo với các bạn rất là thơm và rất là dẻo, và đặc biệt vô cùng ngon nữa. Cho hết phần xôi vô cái nồi hấp rồi đó các bạn, mình đậy nắp lại và hấp trong vòng thêm 20 phút nữa. Tại vì nếp sáp này nó sẽ khô hơn là những cái loại nếp bình thường mà mình mua nha. Những cái loại nếp bình thường nó rất là nhão, còn nếp sáp này á thì nó sẽ khô hơn. Cho nên là tùy theo cái nếp mà mình sử dụng ở nhà đó, các bạn nên canh cái thời lượng để mà mình hấp nha. Cũng khoét vài lỗ như vậy cho hơi nước được bốc lên đều hơn. Chưa gì mà các bạn thấy cái phần nếp rất là bóng ha. Sau khi mà mình hấp đủ thời gian rồi, bây giờ thì các bạn thấy nè, xôi đã lên một cái màu rất là đẹp luôn nè, và rất là dẻo nữa. Mới thì bây giờ các bạn sẽ thấy nó hơi rời rạc một chút, nhưng mà khi nó nguội lại rồi, rất là dẻo và ngon luôn. Đây các bạn coi nè, vẫn còn nguyên hộp, không hề bị nát nha. Bây giờ mình sẽ cho ra một cái dĩa nha. Ở đây mình ăn ở nhà cho nên mình chuẩn bị cái tô nó bự. Còn mà nếu các bạn cúng ở nhà đó thì mình nên chuẩn bị một cái chén thôi. Cái chén nhỏ nhỏ đó, cái mình cho vô cái mình ém là như thế này nè. Ém xong rồi đó các bạn, thì mình sẽ lấy cái tay mình luồn ở phía dưới một chút thì cái phần xôi của mình sẽ dễ lấy ra hơn nha. Đó, mình nén lại như thế này. Đó, những hạt xôi nè các bạn coi nè, rất là bóng luôn mà thơm lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra cái dĩa ha. Thì các bạn làm chén thì nó cũng tương tự như vậy nha. Đó, rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Một cái màu của trái đất nè, lên màu tự nhiên luôn, không hề dùng phẩm màu gì hết luôn á. Bây giờ mình sẽ cho cái cơm dừa lên. Nếu mà các bạn nào không ăn cơm dừa thì mình khỏi để cũng được, không sao hết nha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho một ít muối mè lên bên trên nha. Đó các bạn thấy nè, rất là đẹp luôn ha, trông rất là hấp dẫn luôn. Mình nấu tại nhà như thế này, xôi vô cùng ngon. Mà khi mà ở nhà mình có tiệc gì đó, thôi nôi đầy tháng cho các bé, hoặc là mình cúng rằm nè, thì đảm bảo với các bạn nấu thử món xôi này đi, vô cùng thơm ngon. Mà khi nấu xong rồi ai cũng khen luôn đó. Ở đây thì mình sử dụng là nếp sáp Vinh Hiển. Các bạn có thể lên mạng để các bạn tra ra cái tên đó ha. Nếp này thì mình thấy ăn rất là dẻo và ngon luôn. Thường thì mình mua cái nếp bên ngoài á, mười mấy 20 ngàn ký à, mà khi mình nấu lên á, phần nếp nó sẽ không có ngon đâu các bạn. Và ăn nó rất là nhão và mềm, không có độ dẻo và thơm. Đặc biệt thì nếp này ăn có độ dẻo và rất là ngon nữa. Để các bạn coi nè, xôi rất là dẻo luôn mà thơm béo bùi của nước cốt dừa nữa các bạn. Rồi video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp nha.